qua Mỹ có rước chú về Việt Nam không? Bác chú qua đây á, gặp mấy thằng nịnh Việt kiều Mỹ nhiều quá, chú thì cái tánh không có thích nịnh cho nên không có biết nịnh hót, cho nên mấy thằng nịnh nó nhiều quá, chú chắc không biết bác chính tên ai. Tại vì muốn mời công ty Mỹ thì mình phải có uy tín, và mình ở đây mình phải có cái tiếng nói của Mỹ thì mình mới mời Mỹ. Còn mấy thằng nịnh hót ở đây á, nó làm không có được tích sự gì á, mà nó có một nó nói mười á, nó chính đâu có biết, nên thôi chú cũng bó tay luôn á. Nó sẽ làm hư cái chuyện của người khác, chứ không phải là nịnh mà lại không hư cho nước Việt, hư nước Việt á. Là những thằng đó là gì, nó ăn cắp IP, nó có cái sổ bề đen của Mỹ rồi, thì bác chính nghe mấy thằng đó, có nghĩa là bác chính nghe mấy thằng đồng phạm á. Đi đi ăn cắp IP của Mỹ, đi Việt Nam mở công ty, cái mở đâu Thủ Đức á, rồi cái đem mấy cái đồ qua Mỹ bán chợ đen, trong khi là cho nên Mỹ nó ghét, mà nước Việt Nam mình chứa chấp với những người mà ăn cắp mấy cái gọi là IP của Mỹ á, là cả nước mình cũng bị tiếng xấu lây, chứ đâu phải là không đâu. Cho nên mấy lãnh đạo phải có chánh kiến nữa, phải coi coi mấy thằng Việt kiều nào, thằng nào nịnh, thằng nào thiệt. Qua đây to gặp nịnh nhiều không? Thứ thiệt người ta không có, người ta không dám lú đầu ra, lú đầu ra nó cũng không lại mấy thằng nịnh nữa. Lâu lên đây ngồi hàn huyên nói chuyện với quý vị buổi chơi, quý vị cũng đừng có trông kiệt gì tự gì, thì cũng đang gào đang chờ sư phụ xuất hiện chứ mới giải quyết được mọi vấn đề cho nước Việt, cho thế giới của mình nó bình an gió lẹ. Chứ giờ Kiệt cũng như gần, không phải là như quý vị nha, Kiệt cũng có cách thiền tu tập của Kiệt, Kiệt cũng giữ cái tâm rất là bình thản, nhưng mà Kiệt thấy nhiều người không có bình thản á, nhắn tin Kiệt hoài Kiệt cũng thương, thì thành ra cũng kéo theo. Thì Kiệt cũng mong ngày nào ở trên cha mẹ cho Đức Thầy sớm xuất hiện để mọi người trụ lại cái tinh thần. Nói chuyện cũng như quý vị thôi à, ngày nào cũng gãi đầu ra cái giọng ngoài, cái giọng ở trên núi ấy, nằm ca vu vơ. Trẻ Việt nói đúng, đọc kinh ngồi thiền lại Phật sám hối sẽ thay đổi vận mệnh tốt đẹp. Đúng, nước Việt khổ hoài, khi nào bớt khổ vậy chú? Khi nào Đức Thầy xuất hiện nước Việt mình mới hết khổ, nếu không á là cả, chú đã nói những cái clip hồi cũ rồi, nó cũng sẽ như tàn tàn vậy nè, cũng giống như người người zombie vậy đó, chết chết mà sống mà sống, cực 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 hừng vậy đó. Chú ơi ca một bài đi chú. Nãy giờ chú nói chuyện cho chú nghĩ mệnh chút, chú cũng đang bị xỉn hết. Bệnh đầu mùa khỉ có bùng phát không chú? Đang ở Phi Châu mà, Phi Châu á phải chịu nhiều cái khổ là sao? Mỗi Phi Châu rồi qua tới Nam Mỹ, rồi liền dần qua tới nước Mỹ này, tới Âu Châu, thì là những cái chúng sanh mà trả cái nghiệp đầu tiên đó, làm người đó, là phải làm người Phi Châu trước. Thì những người Phi Châu đó, hồi xưa đó, họ đã từng ở Âu Châu, họ sống sung sướng giàu có, họ ăn hiếp người này nọ, rồi bắt đầu họ trả hết cái kiếp thú của họ. Khi hết kiếp thú đó, họ qua trả cho những cái nước gọi là lạc hậu, thời đồng thời đa, đạo đồng đồ đá, rồi lúc đó cái từ ngạ quỷ súc sanh họ lên, thì họ phải lãnh những cái nghiệp của những cái bệnh tật. Cho nên con thấy là đói là cũng Phi Châu đói trước nè, nghe, bệnh cũng Phi Châu nữa.
Việt Nam của mình là con rồng cháu tiên, mà lại sao cứ lận đận lao đao, nó cũng phải có